Mùi không Tú? Ừ. Mùi lớn không? Nhỏ. Mặn quá trời mặn nè. Một chút nữa mình bẻ mặn vô cái chế thôi thôi chế xào mắm guốc em ơi chế. Mắm guốc với thịt ba gọi. Ủa thằng Hào đâu rồi tao? Hào ơi. Chú nó nghe nè. Đây có một bạn Linh đã gửi cho chú 100 ngàn cho con. Cho con hả chú nhớ? À, con cảm ơn chú Linh đi. Dạ, con cảm ơn chú Linh. À, rồi con gửi mẹ con đi, gửi tiền gửi mẹ con đi. Con gửi mẹ, mẹ không mua bánh cho ăn. Con à, hơi gửi tiền. Mẹ. Con gửi mẹ đó nha. Con cảm ơn. Hello cả nhà, mình đang có mặt ở nhà anh Tú như mọi người thấy. Anh Tú đang đi hái xả, mình đi hái mấy trái mặn này vô. Làm thịt xào mắm guốc đồ chấm cái mặn bị bạ rồi chơi. Cũng cỡ 2-3 kg. Mới hái nãy. Được kêu kiếm trái đỏ đỏ mới ngọt. Nè, nguyên chùm dưới này nè chứ. Quá ngon. Rồi 6 tới giờ đó. Uống miệng xương rồi. Đúng ông nội ông bo. Cả nhà sao tính bữa nay là đâu có số anh Tú đâu. Cái ổng rủ mình xuống. Cái mình chạy xuống đây cầm không có cái này. Vậy là ổng nuôi giáp rồi. Không nhận thì xuống rồi tại ông sàn đó. Vậy mà hắn nói hắn tới cây cầu Sơn Trắng rồi. Trời ơi trời, nuôi giáp có ổng đâu đâu. Ủa bà không có lợp có đặt không Tú? Có đặt ở dưới đó đó. Có ca có thăm chưa? Nó thăm nãy nè, có gì đâu. Sao kỳ vậy? Không có con gì hết. Ngày vậy vậy. Bữa đó mùa bữa đó dính đường con cá lóc với con ruột. Má giật ra trầm mặn. Mọc tới đất luôn. Ủa củi này ông trời mưa nè, ông không có phơi hả? Ướt nhẹp sao chụm cháy trời. Còn bữa ra nữa hả? Ừ, chứ để gì sao chụm mày nấu bánh tét à? Có, tôi có mua ớt mà. Bữa nay thấy nó yên bình quá vậy ta. Ừ, xả ớt rồi đó hả? Ớt hay ớt ta? Bỏ đi, để hồi cắt luôn. Đó, cha nội cha nội bo kêu em mua rau đó rồi mất tiêu rồi. Xuống rồi nếu nói gì chắc không xuống rồi. Lại tới nhà tôi luôn, tôi tính mấy tôi đâu có nhậu đâu, hắn lại tới nhà luôn biết sao giờ. Sao có rượu chưa? Thấy cũng còn tỉnh tỉnh mà không biết có rượu hay không. Chắc cũng ba ngủ rồi đó. Ông bà còn mong hứng. Ông kia ổng đợi mình chút xíu là mình trời nắng lực quá mình đi vô nhà mình tắm một cái. Để rồi đi ra. Mình tắm xong mình đi ra cái hắn mất tiêu rồi. Cái mình điện cho hắn. Hắn kia xuống đi tao xuống gần tới rồi. Rồi, cái cục này chắc mặn dữ à. Ừ, bỏ xả ớt vô chứ. Ớt đỏ thì ông nội bổ khùng chứ mà đúng. Xào mà phải nấu canh đâu. Thơm quá. Cái mùi nó cũng thấm thấm à. Mắm guốc. Càng ngon càng hôi. Sắp còn gàng đây không? Sau mình là cái nhà mồi thì cái nhà lá vườn. Bữa nay mà bị leo cây chút xíu. Cái ông kia ông nói với mình á. Ông mua con vịt đem xuống ông Tú rồi. Đó, ông kêu mình đi mua rau đem xuống. Ông kêu mình mua rau mà nghe, cái mình thấy nhà anh Tú có mặn. Mình nó mua miếng thịt ba gọi.
với miếng mắm guốc ớt rồi này kia đem xuống luôn. Đến là cái này là ăn nhẹ ăn chơi, nhậu thì nhậu với con vịt, mua rau cái nữa. Công nhận tàn nhẫn vô nhân đạo thì chứ. Tàn ác thì chứ. Ổng lủi đâu rồi đó. Bây giờ điện thuê bao rồi. Ổng tắt nguồn rồi đó. Xong rồi đó. Mà cay đắng cái là hắn lại tới nhà đó luôn chứ. Có kèo rồi đó. Có kèo chỗ nào lủi vô rồi đó. Tí luôn. Rồi tăng bò lên. To mày ra mâm lại đi. Dễ. Bò đâu, hồi kiến nó bò vô món cuốn rồi. Không có đâu, nó không bò lên đâu. Nó ngổi rồi. Ừ. Kiến này chỉ đang mặn thôi mà nó không ăn miếng cuốn rồi. Chấm gan. Rau đồng cỏ nồng. Lát thì ai chắc chắc ăn yên. Có cái thay ăn không được. Cái lá là không được, nó hôi hôi bằng cái mùi dầu á. Có cái thay ăn hả? Ngon tại tôi cũng có biết ăn đâu, tôi thấy ông anh rể tôi ăn, nó ăn lá gì anh Tư ăn được không, ổng nói ngon lắm, gì ăn thử rồi. Này nè, cao cam chỗ này hả, nấu cao này ăn vịt nè, để ngày mai đi, ngày mai mốt để luôn đi rồi cho ông bo ông thuốc rồi cho ông ăn vịt, vịt lê của ổng. Vô chạy mất đi rồi đó, rủi ra rồi đó. Công nhận thì cái đó giờ mới bị vậy. Vịt quay mới chịu à. mày đi chợ mày mua miếng rau đi, chạy xuống đi, tao thúng tới gần tới ông Tú rồi nè. Vô cành cho tâm lầy đi, em biết hoài. Không hả? Sao chơi cái môn gì nó dốc chi trời? Ừ, làm gì cũng biết chí. Quen rồi. Ổng như hết gòm bẩn vậy. Hai ngoài chạy vô ăn cháo nè. Chạy vô tấm lại nó xuất phát nè, chạy vô. Ổng là tao kêu cháo sẵn ở nhà mà vừa vô là bưng ra đó. Này vô chổng. Ổng chỉ quán đó thì gõ gàng vậy đó, vô có thấy đâu, có thấy ổng đâu. Rồi sao? Rồi bắt đầu cái sau cái tấm lại điện lên cái mới đầu cũng bị gan em mày mới thầy vậy đó, điện mà cái đổ vô. Đốn mất tiêu cái gì. Rồi cũng nói là để mà chờ tao chút đi, tôi ra đây nè, tao có con chuyện chút. Rồi tao vô. Rồi điện thêm luôn phát lên đâu chừng nửa tiếng hồi sau điện cái là gọi ôi eo eo gọi tiêu luôn đi hoài vậy. Còn tấm lầy đâu sao vậy, ông kêu mày đi theo tao làm hồ ngay sáng phải thức sớm mày với con Kiên đồ nha. Rồi sao tao vô trong cái dừa là sẵn đó, rồi ra ăn ba cái cháo gừng luôn nè cho nó khỏe lại, tại nhậu hôm nay mệt nè, mời ăn cháo gừng nồi bàn trước rồi nha. Hai mày cỡ nào ra không ra là chết cho tao nha. Tấm lầy với con Kiên cũng hai thằng bạn đồ đi làm cho sáng ngày sớm không bắt tiêu luôn. Thuốc ai là bắt ai mấy ông bò rồi sẽ sợ muốn chết rồi. Ồ hắn cũng vui thiệt, tiếu lắm. Vui thiệt chứ, con này cũng vui thiệt đó. Nó làm như đúng rồi, chạy lên nhà tôi có phép vậy đó, ngồi đó đó rủ nó nhậu đó, đợi em đi tắm một cái. Rồi ra chơi, mình vừa tắm xong cái thẹp cái hắn đi mất tiêu rồi. Cái tôi mới điện lại hắn. Còn hắn đâu rồi? Vô. Chưa lần đợt sau mà chả đi đưa dâu qua bên hành bệnh đó. Cháu biết nhà đợt sau cháu qua bệnh. Cha giả già dạng cho nói chả là bên giao thông vô gì tùm lum la chứ không có đâu. Cuối cùng chạy cái xe chạy. Ổng nói ổng thứ ba, em gì hết bà ngoại. Bỏ đó trình hình nữa đó, bắt thằng Long á, bắt con gửi anh à. Đưa không biết sao, cha chồng gái không biết sao mà đưa tân ngang khúc đó nó chặn đường. Còn Long nó là nhờ nó quen mấy thằng bạn nó chứ không ấy là đập chết ổng à. Đúng chết, chặn đó rồi. Bọt chạy đắp lắm. Chiêu gì cũng có ông nhờ. Thằng dội quá ha. Thôi làm vậy ly thằng nghĩ. Quá dội. Im đấy đó. Uống cốc cho tiêu mà. Không trời ơi, đi chôn tao luôn à. Chôn luôn á. Gạo này ăn không sợ đập điện.
Không mặn hả? Không. Sao vậy? Anh mặn anh rất hả? Mỡ vừa bỏ vào vậy mà nãy ăn còn chưa bỏ nữa. Mới bỏ đường thêm nữa chắc im. Chú không dám bỏ cũng nhiều lắm mà sợ nhiều ngọt quá như bà Tư Sơn sao không quá. Tôi keo 20 ngàn. Cái đó để ăn ổi để ngọt ngọt. Dương Tư mà mày làm ngọt quá là ổng không ăn rồi đó. Ổng không ưa ngọt. Còn khúc ba cái nước mắm nó đâu ăn đâu quanh năm luôn hả? Nó ăn mà đâm muối ớt ăn không hả? Còn ăn muối ớt không à. Kỳ qua tôi gót nước mắm á, dì Tám gót đủ, dì Tám ăn thôi con, dì Tám ăn gót nhiều quá, dư cái anh Phúc ảnh không có ăn nước mắm, ăn muối ớt không. Kỳ ha? Ừ, cá chiên, cá kho gì bất cứ là muối ớt không, không có ăn nước mắm. Nó ăn riết nó ghiền á, dì Tám. Bà nó không thích ăn món mắm. Tanh nó gì ta? Hôi quá à. Không biết sao mấy mà ăn muối ớt ghiền luôn đó. Ông mới gồm cho nay ông cũng vậy, ông cũng ăn mà muối không cho nó bấm ông đâu ăn. Còn má luôn muối ớt bà ăn không được. Bà ăn muối nhậu rồi bà ăn mà muối không được, ăn nước mắm. Thì theo cái dặn món chấm mình, nhưng khi cái chấm nước mắm nó đâu hạt chấm muối. Thì bởi vậy mà bả cái như gì canh cũng chua mà canh chua mà chấm ba cái nước mắm nó ăn sao bằng cái muối. Bởi vậy mà bả canh chua bả cũng có nước mắm nữa. Bà ngoại ăn hết không được. Bà ngoại ăn hết tay gì đó ăn không được. Bả ăn ớt mà bả thè ra như là người Tài Thiên vậy. Muốn chát không cho bả ăn là làm món ớt nhiều là bả hết ăn. Có lần nào làm mà nước đá cho ông uống mà bà bỏ lộn muối mà lộn muối vô rồi bắt đầu ông lâu quá trời mặn rồi bà ơi. Bà nói là trời ơi là làm mấy bủ đại đi, ông uống đại đi, uống gì được mà uống ba cái muối bột vô, ba cái muối bột vô nó mặn muốn chết. Ông nội lần làm lần đó uống mẹ tao nó uống gì uống được bà kia bất nhân mặn mặn quá bà ơi, uống cũng được bà bỏ lộn muối cho bà ơi. Vậy mà còn kêu uống đại đi hả? Uống đại chứ không ơi. Bà uống được không? Bây giờ tôi đưa cho bà uống nè. Tôi cũng chết. Có tôi đó chứ đâu mà la mà. Ai vậy? Bà giờ vợ anh chứ ai? Làm chồng uống hả? Ừ. Bị teo muối bà bọt với teo đường bà để nhắc lên nè. Bà bị bỏ muối vô bà lộn. Rồi ông uống vô lâu quá bà tôi uống hết nổi vậy. Mới hót một cái phun ra thèo nhanh ra. Lỡ làm rồi làm là khó uống đi quên. Uống mẹ đi ông nội nó bà uống bộ không mặn chát. Bà kêu ông uống mẹ cho nó chơi. Cái là ta tưởng chết đi. Tôi la bỏ. Ừ có còn bỏ hả? Bỏ sao uống được. Bà bỏ muối bọt vô lâu 2-3 muỗng mà uống chết. Dạ, kêu ổng uống mẹ đi ông nội mà nó bỏ uống. Ờ bà uống đi cũng nội không. Thôi ông bơ mất tiêu thiệt rồi đó. Điện thoại thuê bao rồi. Ổng vậy là ổng tắt luôn nè. Bao là biết rồi. Thôi ông bảo đảm hồi ổng ra. Không có ra đâu, ổng ra là ổng ra rồi. Rồi ra lại chấm ăn thịt vịt. Cho ăn vịt quay à. Ừ. Tàn hả. Biết ông nói dốc không được cái gì. Mai mốt gà bảo quá hổ nhẹ đang cái dịch quay đâu vậy. Hổ nhiều thôi. Quay cho ông nội rau cho còn chưa đợi ông kìa. Còn kêu mình ra chợ mua rau nó mới chịu. Trời. Còn mới lần thiện này nè cũng bị ông nói dốc hả? À, lại đây nè. Nhậu đâu mấy gốc à? Ông là thấy ông có mồi ông là để tao. Tao vô vừa tao mua cái đầu con cá dồ. Người ta mua mắm đồ ra làm cái lẩu mắm. Mất tiêu luôn, mất tiêu luôn. Sau đó thằng Thiện gặp đâu vậy, la đầu cái vô đâu rồi. La không quê quê, ông la công chuyện quá mày ơi. Cha lãng lãng. Công chuyện quá, kẹt quá mày ơi, thông cảm tôi đi. Dầm cá mất tiêu. Vui. Nó dắt mà không có thiệt hại gì ai cũng được mà cái. Nguyễn Thiện gặp ông lần nào nhắc động cái vô. Chỉ cái ông đứng đầu ở đây. Đứng đầu thì đầu con chó. Gặp Thiện hỏi rồi đầu con chó rồi ông chính. Ông làm như tính ra cũng vui vui hả mày nhớ. Thánh thiệt chứ, vui thiệt chứ. Làm mà chạy tốc độ ra đây nữa.
xuống ba chan nước đá lạnh. Ừ, chan nó lạnh mà có khô quẹt ăn ngon lắm. Ừ, khô quẹt á đẹp mỡ đồ đó. Ừ, đó hồi cái động chừng tới nha. Không, chắc không tới đâu. Nếu có tới thì đâu có tắt nguồn điện thoại làm chi. Bóng guốc này mà ăn với cọc à. Ăn này nè, cũng giống bà với tóc ổn luôn. Với bà cái bà bằng chua đó. Đẹp chưa? Hồi nhỏ chuyên gia luôn á, đi lượm bằng á, ăn no luôn á trời. Đẹp vô ăn no luôn á. Ăn bún guốc với me rồi nè, ăn cắp me rồi đúng không ta? Me cũng ngon nè. Ừ, đa số hồi nhỏ là sao bà, hồi sau hồi con nít mình sao khoái món chua quá ui. Ăn đi, ăn thấy mẹ vậy. Rồi, ăn ba cái cuốn rồi ba cái mía rồi lụm lụm hết trơn. Khó mày ăn bị gắt lưỡi. Ừ, con đó cũng khoái mía nữa. Bây mẹ giờ bệnh bao tử rồi tôi không dám ăn chua, bác sĩ cử sợ banh bể con tử. Chứ tôi mình nên tôi ký cắp tỏi rồi tôi ăn hết trơn. Bây giờ sợ chua. Có cho ông ngoại em ở trong á, có cây cóc á, trái cóc ngon lắm. Trái cóc nó ngọt, nó giòn, nó bột. Nhầm lỗi cóc ngọt, lỗi cóc chua, cóc ngọt ngọt. Cây cóc ông ngoại thì nói chung thì cóc thì nó chua rồi, nhưng mà cóc của ổng nó chua chua ngọt ngọt, nó giận nó bột chứ lắm, ăn ngon lắm. Mà ổng từng cho người ta không à, không có nó rụng. Cái lợi bẻ, nhầm người lợi bẻ, bẻ cái bao về. Nhà ông ngoại chẳng có bán gì chứ. Ừ, trái cây thì không có bán. Có mặn đâu. Ai xin nộm cho chứ. Đi vô đâu chừng có 1 ký ngoài gì cũng dắt đi dài dài đó. Trống thì trái cây cũng nhiều. Chuối nữa, chuối là trong đó nước ngọt hay gì mà có trái cây nhiều. À, nước ngọt. Ông trồng vú sữa nè, chuối, cóc. Rồi trái dâu cũng có nữa. Thế mình đây dùng nước mặn đây trồng gì cũng không. Ủa, ông trồng tùm lum tùm la, ổng có gian trồng cây lắm, với mấy cây thuốc nam đều nhiều lắm. Chứ không có trồng sầu riêng nữa đó nghe. Không biết ghê vậy đó. Ừ, khó trồng lắm đó. À, ở đây chuyến này mình trồng được 2 cây mặn thì được trái chai đùm đìa nè. Ổng trồng sầu riêng nhưng mà trái chưa biết là nó có hợp ở đây nó có trái hay không thôi. Chứ nhìn khi nó không có trái. Nhưng nó còn là trồng nó dễ lắm, nó dễ chết. Không biết nó có sầu riêng nó có mà ra trái được nó không? Có ra trái mà cái nửa chừng cái nó cũng hết trơn. Đúng rồi, khi sợ nó vậy trong khi nó không có không, không nhiều ở nhiều cái đất trong chẳng bờ cát nó tốt thì không đất bờ sáng này nó đất sét bờ cát nó tốt hơn đất mình ở đây đất đây trồng cái sầu riêng là trồng có trái có trái chăng gì đâu. Ở đây mà nó dùng nước mặn này mà lập lên cái vườn cây ăn trái là rồi banh luôn. Mà sao chuyến này hai cây mặn mình trái quá trời mình tốt không, mặn thì nó chịu phèn trồng dây tiêu rồi nữa chứ chầu nữa. Ông có ai bên có ai ăn chầu không? Chầu nhóc có chưa? Có, bà già tôi bả mê chầu dữ. Chầu nhóc chầu dữ lắm. Trong ngoại nhộng nhóc có chưa? Ai mà lại cho chầu bả bảo khoái. Chầu bây giờ không có rẻ tiền đâu nghe, chứ không phải như hồi nào đâu. Ừ, à thấy gì đó nó có một chục lá là hình như là nghe nó 10.000 gì đó. Một ốp 15.000 á. Mắc gì trời? Ừ, ốp là chục lá là nhiêu? Mười mấy 20 lá thì nó làm nó sắp hiểu rồi, rồi anh biết rồi. Trong ngoại nhóc đó chân rồi có người ta cũng sinh mà phải có cao nữa. Có trong ngoại cũng có luôn. Vì về cái dôi đó nè, phải có dôi nữa. Chỗ có mấy cao bà dặn lần nào bà nói mày có về cô có ngay đợt cao mày mua cho má qua đi tao trả tiền mà có ai chèn được đâu. Cái cao quá khó chèn không đi dù anh. Nó cao nhậm mà nó chân trụi. Đó luôn tôi bẻ cao muốn vậy gì. Nó còn trơn hơn cái dừa nữa. Trời, nó còn nhậm cho mình dám chèo nhớ. Ừ, chèo mứa. Bây giờ mày dám chèo không? Không. Chèo cũng vô à. Ừ. Mứa là chèo lên á nhưng mà nó mệt. Nó mệt cái là nó không có cái chỗ mà mình chịu cái giò mình lại đó. Mình ơi, đu mà. Làm cái này mày ơi. Mày không làm này hả? Không. Trời. Mấy người đó mấy người chuyên nghiệp rồi. Người ta chuyên nghiệp. Có cái này. Người ta chuyên gia người ta lại tao mua. Ông có bẻ ra thấy con cái này đây. Có. Ăn mới có. Làm nhanh lắm, mấy người chuyên nghiệp làm nhanh lắm. Còn chút xíu là ta tới đọt rồi đó. Cái hột cái ông đột cái tới. Là vừa lên chắc là chặt cái xuống luôn. Đều là như là khí đột vậy đó. Ừ. Là tới rồi đó. Tại cho nói nãy giờ lăn lăn qua cái bánh lắc qua cái là làm như nó muốn vô lại ta. Mới đầu vô xong thấy nó vừa bự nữa.
gì mà tôi lúc đó cái gì leo dừa mướn rồi leo cao mướn nữa chứ cái gì leo mướn được chứ đó đó tao bẻ dừa ăn tao té là nó lội hỏng tao được ghê vậy. Nó bên đánh nắm mà sao mà nó sơ ý nó kiếm vàng nó dữ lắm trên cây dừa rồi chụp qua chụp lại sao mà chụp cái bẹ dưới cái bẹ tàu hơi khô đó nó rụng rớt xuống mà nhờ cây dừa cũng thấp là cũng cỡ khoảng 4 mét mấy chứ phải gặp cây dừa lão rồi xuống gãy chân gãy xuống sống luôn té xuống là tao đầm chích dắt luôn cho mắc thở vậy. Tao đi khum lưng được cả tháng trời vậy tao nói rồi chứ này chắc tao tàn phế vô công rồi đi luôn rồi chỗ này tôi đó có đợt tiên cấp ông cấp dừa ông chèo dừa được ta. Ủa, mù hả? Rồi ông mù chèo dừa đã lên tin tức Mê Công nè, mù mà chèo dừa như đạn nguy hiểm lắm. Ồ, và mình vì đồng tiền cái vụ gì mưu sinh đó. Thấy tội nghiệp ổng. Có đợt đó lên đài thấy mà ông mù cái ông này ổng quấn luyện cái con khỉ chèo dừa mướn đó. Đúng rồi, có rất là nhiều. Quả cuốn luôn hay. Tôi đó có một đợt đi ăn cắp dừa. Cái bà chủ có ra. Mày còn cho đọt ha? Tôi còn cho đọt, mà mình leo lên tới đọt. Để chú mày. Cái bà nhìn lên bà nhìn đâu có thấy đâu. Rung chết mẹ vậy. Nó rõ sợ lắm. Leo lên tuốt mị nhìn đọt á. Là núp đi vô, trời ơi, quay qua nhìn thấy ông gùi chết mẹ rồi. Tìm đến hình thật ông đánh thấy mẹ luôn chết luôn quá. Rồi cuối cùng ông không đánh nữa ơi. Hên. Chứ gặp ông luôn dễ làm mày tế xuống. Ừ. Hên. Con leo dừa gặp ông bằng phải gì con sợ con chết. Né né ông bằng đánh đau. Ông bằng thì nó không giữ. Ông bằng đi ngang nó thôi nó cũng đánh nữa, mất dạ vậy đó. Rồi cuối cùng cái bà đã kia vô tụt xuống xiết ra chạy hả? Tụt xuống bà vô nhà bắt đầu thấy tôi đâu. Tôi tụt xuống. Tụt xuống lụm được hai trái dừa khô nữa. Bẻ hai trái dừa khô giục bà đâu có thấy. Mà chuyên gia là ăn cắp dừa, mà cái đang lúc trời mưa không mới ác đạn chứ. Phải chờ ăn cắp mưa trời chờ được. Không trời mưa gì nó mới đã mà nó chung nó trơn. Nó trơn mà nó mình leo cái trời mưa cái nó người ta không để ý không có nghe tiếng động mình giục dừa xuống đất người ta không nghe nó đâu có nghe tao tiếng động tao cắp dừa là tao giục qua dưới mưa rồi mưa nghe bụng như súng bắn vậy không có giục ở trên đâu giục ở trên nghe là bể cái đùng ở trên nó bể nữa dưới kiếm mấy cái bụi lùm nào ở chỗ vô cho nó đỡ cái tiếng động. Còn lúc trước này nè chưa có ra mà vụ chầm lá chưa ra ba cái dây á đó, đó là ăn cắp lạc mà có ông này cũng chuyên nghiệp lắm, ông cắp lạc mà ông ăn cắp lạc mà ông đem xuống nước xé dưới ha, ông xé ở dưới nó đâu có nghe tiếng động, thế cho mình làm tẹt tẹt là sao cây bắp bên á, chi chúng mừng vậy đó, đây ăn cắp cà bắp hả? À? Bây giờ cái ông trên đồng đó phải không? Đừng nói biết rồi hả, ông nói ông trên đồng đó. Rồi bây giờ lá thôi, nhưng khi người ta cho chặt đó, cho người ta không đốn. Cho bây giờ hồi bữa giờ cho không đốn nhưng hồi đó cho được chó ha ít nhất cái cho cái kiểu như là người ta muốn dọn dùm cái giường cho người ta đôi bên đều có lợi hết nó sạch sẽ ta muốn dọn cái giường cái rồi muốn lấy thì lại chặt đó giờ bán có ai mua gì nữa đâu sâu ăn dưới được không để đây chắc chỉ có anh đây còn nhà lá nè chứ thấy đi dài dài hết trơn cái xóm này thấy toàn là lọc toan không ha con không chuồng heo người ta còn lọc toan đây chỉ có thấy còn anh đây là cái nhà lá đặc biệt tại nghèo cắt nhà tường nổi còn nhà lá chứ có khả năng cắt nhà tường nên nổi đâu để nhà lá gì dù bây giờ anh có tiền bây giờ anh cũng cắt nhà lá vậy đó khóa nhà lá vậy đó bây giờ là cửa lọp lại trời nắng còn muốn khùng nữa trời mấy nhà lá không có gì còn nhà lá đâu. Mát mẻ nhà lá với đất là nó mát mẻ cái này mà ăn với mây cũng quên chua luôn ăn bảo đảm không biết chua đó muốn xào này nè thấy chưa ăn quá thấy bà thấy còn được quá cái đó học nghe âm sầm nghe âm sầm đang quay phim nghe âm sầm á bắt nhạc luôn tao bị đánh bóng quyền thấy bà nội luôn đang áp rồi móng rút đây trong dĩa đây này hai gì ăn dĩa là chắc có hết dĩa đó về uống nước đêm nay chắc thức uống nước sáng đêm đó bạn tôi Trung Mộc á dạ nhà trên cái đó hả vuông mà này uống bia cái chừng hả hai kết cái bụng ổng trời gì vậy hai kết nó sẵn mình nên nữa nghe
tối lửa là cái chừng ba mấy bốn chục chai rượu hả, chừng 2-3 lít mình nên á, cỡ mà ổng chấp cỡ 3 sát cũng như vỏ tòng như vậy. Ừ, mạnh lắm. Hắn nhậu á, tôi lại nhậu với hắn mấy lần rồi, hắn ngồi hắn nhậu rồi đó, hắn vừa lại sao phải không, mình đang nhậu mà hắn lại sao, mình cái mình vừa dọn ra phải không, cái hắn lại sao á, hắn cái mặt hắn lờ đờ như nào, nó lắc lư mà uống hoài được hoài giả đò không ai giả thỉnh thiệt có chứ, nhưng mà uống hoài hoài á tao quen rồi, cứ lúc mặt nó kẽ chân hay mặt nó chuyện là nhẹo nhộ nhẹo nhộ mà cứ ngồi mà lắc lắc cái quận lũ tôi quận lũ đó uống mạnh cho lắm trời ơi, giữ hơn lũ đạt cái này. Ủa, cái ông có rồi sao bằng nội ông này rất là hiếm người, cái huyện dân này còn hiếm người qua hắn rồi, nó kia hắn nói hắn có thua một vài người nhưng mà rất là hiếm người mà cái huyện này ổng vậy mà còn gặp đối thủ nữa hả. Ừ, hắn nói rồi hắn nói có thua, tôi hỏi hắn có nhậu thua ai không, hắn cũng có thua vài người thủ lượng mình nên á tầm 40 chai bia mình nên á. Quất mấy lít vậy, ngon mạnh lắm. Mà chắc bây giờ không hay yếu lại rồi, chứ không bằng sung sức như hồi tuổi trẻ. Hồi đó anh ngồi tên yếu nít rủ chơi tẩy tẩy, mà nhậu có gì ăn đâu, đang cắp ba cái ổi có cái gì bậy bạ, nhậu nhậu không biết đâu có cái gì đồ ăn gì đâu, mà vậy mà nhậu mạnh, còn sức nữa. Ừ, sao mà hồi đó mình ước cái lụm bát bảy bả rồi mình nắng mấy ha, không có ngồi có mạng chứ nhậu tầm bảy gì không, ba cái cốc ba cái gì đi tùm lum mấy có khi bả xài có đó cốc xài đỡ, có khi lụm với xong lục bình lên nữa rửa rồi chút luôn à, tắm một niêm mà ăn luôn à, nhưng khi không có gì nhậu chứ tới ấy ba cái lấy chú non này nè tới bét ăn nhậu luôn. Ủa, hủ chuối á, có còn hủ chuối ăn được ha, cốc lại cốc là nghỉ nhớ rồi. Ờ, nghỉ luôn bà con cô bác ơi, bữa nay cũng hơi dội rồi. Với lại hai người cũng buồn quá. Hai người cũng cảm ơn ông Bo đi nhận hai người mới có ngồi nhậu bà nhậu. Ông Bo bữa nay đâu có nhậu đâu. Ông Bo cũng làm cho mình khỏe rồi. Thôi nên tính ra là phải cảm ơn người đây ông có phải. Ông cũng tốt cho mình á. Thôi đây này xin chào bà con cô bác, thì hai anh em uống hồi nãy giờ cũng người giúp tầm 4-5 ly. Cái này nhậu bà con luôn á. Cái này dưỡng sức lại cả nhà nghỉ nhậu rồi. Bữa nay là tính là nếu mà có ông Bo rồi bao người nói chuyện, giống như mình nói chuyện với nhau nhiều nó ra hơi nó cũng đỡ mệt, đỡ buồn, nó kia nó cũng vui hơn. Có hai anh em ngồi đấu hoài. Bị ổng quất cho leo cây rồi cơ. Vố này cũng cắt tạng khu ly trường thiệt. Anh mua giờ mà dịch quay xuống rồi nè, mày mua rau giùm anh nha. Phải tóc chạy đi chợ cái nữa. Tại vì đi chợ cái mình nhớ cái thực nhà anh Tú có cây mặn mới mua ống guốc với cục ba gội ớt đem xuống ai về hắn chơi cái vốn này ghê quá. Tôi mà không mua thịt kia cái không mua ống guốc rồi kia không có mồi nhậu luôn rồi tắt đau rồi đó. Mình tính là mua cái món này chứ ăn chơi hay ăn nhẹ thôi nè. Ăn với mặn rồi ha. Ừ. Dịch quay thì ăn rau này. Nãy giờ cũng ăn dịch quay nè, tưởng tượng quá. Tưởng tượng lên. Mà dịch quay nó ăn hoài lâu lâu ăn lặng ăn hoài cũng